Đây, em lên cái video cái màu 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 này nó gọi là màu gì các bác? Màu la lá, màu phớt 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 đỏ cộng với màu tía tía hồng hồng, nó kiểu như là màu gì đấy thì các bác tự cảm nhận. Nhờ riêng con này thì em sẽ làm cái video nổi bật nhất để cảm ơn anh em nào đăng ký kênh và theo dõi kênh. Con này em bán cho các bác 500k đấy. Chim thổ, chim đực đấy. Em cũng không biết là cái màu này nó sẽ phù hợp với ai, nhưng mà với cái kênh 45.000 lượt đăng ký thì chắc chắn là sẽ có những cái chủ nhân tương lai của nó. Thì con này về sơ bộ thì chân móng không lỗi gì cả, chân móng không lỗi gì cả. Đấy. Đây, chân móng đây. Đấy. Ba ngón bên trái không có vấn đề gì nhá, ba ngón phải không vấn đề gì nhá. Bả cánh đây. Đấy, em con này thì bộ to, bộ to các bác ạ, bộ to lắm, con này quả to bắp chuối đấy. Thì em nhà em nhốt đông thì cái đầu của nó đánh nhau nó cũng hơi rụi rụi tí nông, thì 500k là chưa bao gồm vận chuyển anh em nhé. Đấy, clip này là em đặt tên là clip số 9, được đăng ngày 30 tháng 11, thì cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Lâu lâu mà cũng không có cái video nào tri ân khách hàng giảm giá cho anh em thì anh em lại không để ý đến kênh thì nó cũng rất là buồn. Thật ra là thường thường này cũng 1 2 hôm này em sẽ có những cái video hấp dẫn giảm giá cho anh em. Clip số 9 đấy. 500k cho anh em nào thích cái cô dâu này. Đấy. 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 Hoàng tử đấy. Xinh đẹp. Đấy. Đẹp trai, nhưng mà khoác trên mình một cái áo đấy, màu như thế này thì các bác tự cảm nhận thôi. Tra trong từ điển thì nó có thể nói là gọi là chim thái màu phớt hồng đấy. Cườm 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 thì nó pha một chút trắng trắng hồng hồng, nó không có hạt đen đấy. Rồi, xong cái clip số 9 giá 500 này là giá tri ân, giá cảm ơn anh em đăng ký và theo dõi kênh nhá, không phụ lòng anh em. Sang clip số 10. Con số 10 này em để riêng nó một góc bởi vì âm của nó là âm thổ rất tốt. Đấy, bộ to. Thì con này là clip mặc áo lồng số 13. Đây. Vì sao là em lại phải lại để riêng ở đây, thì con số 13 là con số welcome, con số ít người dùng. Đấy. Nhưng mà thôi, em sẽ đi vào vấn đề chính. Đây, bộ to. Đấy, bộ to, lòng mắt to. Chim âm thổ nhá, thổ thổ chắc thổ luôn. Đấy. Đấy, anh em nào xem này, phao xám. Dòng này là dòng em nhốt riêng ra đây rồi là nó cũng có lý do của nó. Đấy, những cái lớp mà vàng trên mắt là rất đỏ, dày. Chim này là được 3 tháng rưỡi tuổi. Bảo hành chim đực và bảo hành chim thổ. Đấy, móng nhá, ba móng trước không lỗi này, ba móng bên này không lỗi này. Bây giờ kiểm tra móng bên 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 này, đấy không lỗi nhá. Đấy, được đeo một cái vòng, đấy, được đeo vào một cái vòng nhựa, đấy, đã đậy phao xám. Thì tất cả những cái dòng này là dòng chim giống như em nhân ra, đấy, giống bộ to phấn hồng âm thổ. Đấy, con chim đực này đã gù rồi, em tách ra, nhưng tiếc là lúc nó gù là trong cái AV nó bọng cũng sâu sâu. Mà nhiều khi em bật điện thoại nên là cũng không kịp, đâm ra là anh em cũng thông cảm. Có những video như con clip số 0 hôm qua thì quay được. Đấy, thì cũng vừa bán cho anh em là 2 triệu rưỡi rồi. Thì cái clip này là nó mang tính chất là phong cách riêng. Đấy. Đấy, riêng cái clip này là trước kia thì với cái form này em bán là 1 triệu rưỡi. Thế nhưng mà trong cái clip này là tiện thể cũng là tri ân cảm ơn anh em, thì em sẽ để anh em cái giá là 1,2 triệu. Cũng chẳng giấu gì anh em là nhà cấy được trồng được, đâm ra nó cũng chả quan trọng. Cảm hứng tốt thì mình bán để gần gũi anh em, tạo cho cái cảm giác anh em là thỉnh thoảng để ý kênh, xem kênh đấy. Riêng con chim này thì em bảo hành cho các bác là chim đực, chim thổ đấy, 3 tháng rưỡi tuổi, ra giọng rồi đấy. Anh em nào chốt cho em là clip này, clip số 10, giá 1,5 triệu xuống còn 1,2 triệu. Đấy, em kết thúc cái video này là hai con, một con 500, một con 1,2 triệu này là tạo thành một cái điểm nhấn của buổi tối ngày hôm nay. Đấy. Ok.
Còn hứa hẹn với các bác là trong cái đống chim này là có, em gọi là đống chim bởi vì này các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn nhá, em view sơ bộ. Một đống thì nó là một đống thật bởi vì là toàn những con quả to. Đây. Quả cực to luôn này. Đấy. Nhưng mỗi con này là một cái vòng nhá. Những cái dòng này là những dòng toàn hơn 1 năm tuổi mà chim toàn chim âm thôi. 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Một cái ô này là 18 con. Em cố tình ép 18 thanh niên này. Đấy. Tất nhiên là cũng có cả ấy nhá, cũng có cả chim cái ở đây, thế nhưng mà tỷ lệ không có nhiều. Thì vì đôi khi mình để chim cái vào nó cũng tạo thành một cái sân khấu cổ vũ để cho các chàng trai thể hiện tiếng gáy tiếng gù của mình. Đấy. Thì đây là cái mà em tạo lên cái một cái thương hiệu chim cô gái hay trong suốt những năm qua. Nó là màu sắc của kênh của em và nó là giống chim tử đạo. Đấy. Bắp chuối. Mã ngỗng phấn hồng đeo vòng đeo số đây, chân vàng vàng này, cái vòng vàng này là đeo vòng đeo số. Đấy. Thì khi chúng ta để ý là buổi tối ngày mai tầm khoảng 7 giờ tối khi mà gà lên chuồng, chim bắt đầu tìm chỗ vị trí đứng để ngủ. Đây, đeo vòng số hết này, thấy không? Đây là những chú chim này là thường mỗi một con là nó cũng khoảng dao động khoảng ngoài 2 triệu. Đấy. Thì anh em cứ yên tâm là em sẽ lên video có âm cụ thể cho anh em, cho các bác. Con nào âm nào, số nào em bắt em tách em đăng video em có trách nhiệm cho các bác. Đấy, đúng âm, đúng số, đúng chim. Đấy. Bắt đầu từ năm 2021 đổ đi, em sẽ có những cái tương tác mang tính chất tức thời và trực tiếp cho anh em. Để anh em đi khi đi vào cái phiên chợ chim cu thì anh em sẽ không có cái gì phải lăn tăn cả. Bởi vì mình bỏ ra đồng tiền để mua một cái niềm vui cũng rất là xứng đáng với anh em thôi. Đây cũng chỉ là một trong nhiều ô thôi anh em ạ. Đây này, thực tế là những cái dòng này thì những cái dòng mà nó đã trưởng thành rồi. Đấy, chim thì nó đã trưởng thành rồi. Đấy, chim nó đã trưởng thành hết rồi. Đấy. Thì anh em có thể thông cảm. Còn những cái con như thế này này, khi mà nó gù thì em có thể là tắt điện đi. Em lại cho ép vào đây tiếp để nó, một là mình quản lý được, hai là mình nắm bắt được cái âm giọng của nó chính xác. Con nào giọng pha là giọng pha, con nào giọng đồng là giọng đồng, con nào giọng còi giọng thổ là ra đâu. Đây là những chú chim này. Đấy, đánh nhau chọc cả đầu này. Đấy, nhưng mà không sao. Đấy. Thì đây là những cái thước phim. Hôm nay là trước khi đi ngủ lúc 9 rưỡi này, em nán lại một khoảng 10 phút lên cái video này. Đấy. Ý em là bắt đầu từ năm 2021 em sẽ ra những cái video giảm giá dành cho những người mà ảnh hưởng Covid, chi phí thấp mới chơi nhưng có đam mê. Có thể là 5-700 một con đực. Đấy. Cũng như có cái con chim hồng kia, nó cũng mang phong cách riêng. Đấy, ví dụ như clip số 0 và clip chim số 1 đã là có chủ nhân rồi anh em nhá. Thì đây là những chú chim, những anh gọi là bộ đội mới nhập ngũ đây này. Đấy. Riêng cái mu này xem nào. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Cũng 18 em. Đấy. Cũng 18 em. Đấy, cũng đeo vòng, đeo số hết đấy. Các bác để ý những cái chân của nó đây này. Cái chân của nó bao giờ có một cái vàng vàng đấy là nó đeo số đấy. Nó đeo số anh em ạ. Đấy. Thì cầu nó kín thế này. Đây. Cầu nó kín thế này thì nó sẽ không bậu được, thì có những con nó phải ngủ ở dưới sàn. Đấy, ngủ dưới sàn. Đấy. Thế thì khi mà em lên cái video này. Đây. Đấy, những cái đôi này, những cái cặp này, những cái con chim này là những con tách giọng. Chim rất là đẹp luôn anh em nhé. Chim đẹp, đẹp về hình thức lẫn đẹp về âm. Đấy là những con đã có cườm rồi. Còn những con nào mà em chưa phát hiện được thì em nuôi ra một cái AV. Trong những cái lồng nhỏ này nó sẽ chứa bao hàm một cái lồng to. Và những cái lồng to này thì chim bay lượn rất là khỏe. Đấy, khỏe mạnh. Đấy, còn những cái loại nào mà gột nhá. Gột thì em lại để sang bên này. Đây. Anh em có thể thấy là nếu mà gột thì em lại để sang bên này. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy. Rất nhiều luôn. Đấy, gột. Quả to.
gột thì em để sang bên này. Đây, cho thắp điện uống nước ăn cả đêm. Mai lại bỏ cái lúa này đi cho gà ăn. Đấy. Đấy. Mỗi một ô này là khoảng 100 con. Đấy. Anh em yên tâm, ô bên này thì được khoảng 50 con thôi. Đấy. Rất nhiều. Thì chính vì vậy là em làm cái kênh chim cu gáy này là bằng cái tinh thần là làm bằng cái đam mê. Làm bằng cả một cái tầm cỡ cái tâm của mình. Đấy, anh em nào mà xem thì đăng ký kênh. Cứ 8 giờ tối, từ 7 giờ đến 10 giờ tối là em sẽ lên video hàng ngày. Và video tên video, ngày video, giá tiền cụ thể, giống giọng rất cụ thể. Và em luôn luôn có trách nhiệm là gì? Chơi, giao lưu cùng người đam mê. Nên là anh em có những cái gì không hài lòng, không ý gọi điện thẳng cho em. Em sẽ giải quyết và thỏa thuận cho các bác. Để các bác chơi những chú chim mà các bác hài lòng. Đó. Đấy. Có thể là những cái con nào mà nó không đạt được 100% thì các bác múa 3 con. Đến con thứ tư là em sẽ tự biết là làm thế nào để kết nối được cái bác mà làm cho các bác hài lòng. Khi mà có những cái mà phản hồi của các bác thì em sẽ trao đổi với các bác rất là cụ thể. Trên này rất là nhiều luôn này. Đấy. Đây là rất nhiều. Nó ngủ lồng ná rất nhiều. Ok. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đồng chí Thao tại Ba Vì. Xin hẹn gặp lại các bác ở video sau. Số Zalo cũng số liên hệ của em là 033 5305 982. Em cũng để công khai cái tên là số điện thoại và thậm chí cả cái này. Đấy, đang tối này các bác này. Đấy. Tối nên là các bác thông cảm là em cũng phải bật cái điện lên. Đấy, tại vì khi mà chúng ta quay mà để quá sáng thì nó chim nó cũng bay hoảng loạn. Đấy. Đó là chính vì vậy là em thực hiện cái video này là có những cái góc độ là nó không được đầy đủ ánh sáng, bởi vì là để phục vụ các bác những cái tư thế con chim nó bậu và cái độ nó gần như thế. Và xin chúc các bác một buổi tối thật là ngon giấc và sẽ có được những cái niềm vui từ những cái chú chim của mình. Và kênh Chim Cu Gáy hay xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái video sau.